để bạn gái say lòng. Chắc là cũng rất là khỏe và nói to. Dịu dàng hạt nắng đùa nhà che nắng. Vậy tôi có say lòng. Em say rồi đấy. Em say lòng rồi, sắp say rồi. Hay đi chơi cùng các bạn về đêm. Thông cảm với quá khứ của nhau. Am hiểu cuộc sống đối nội đối ngoại. Anh ấm như hơi thở em nghe để nhớ suốt đời. Và bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ kết nối với cặp đôi tiếp theo. Mình tên là Nguyễn Văn Lễ, năm nay mình 39 tuổi, mình quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Nghề nghiệp chính của mình là làm quản lý nhà hàng ở Hà Nội. Đấy, do dịch giã và giãn cách xã hội, mình đã hiện tại đang ở quê được đã một tháng rồi. Thì hiện tại mình đang là một người bố đơn thân, mình đang chung sống với lại bà nội và một cháu trai. Đấy, điểm mạnh của mình thì là nấu ăn ngon, ca hát, tính tình được vui vẻ. Cái điểm yếu của mình thì nhiều khi là cũng hơi tự ti về số phận, hơi mặc cảm một chút. Đấy, hiện tại mình đang mong muốn tìm kiếm một bạn gái để thứ nhất là làm bạn, thứ hai nữa là có cái thể là cái duyên thành vợ chồng, để có một người phụ nữ trong gia đình để chăm lo cuộc sống. Chào bạn nam. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Em xin được tự giới thiệu, em là Cầm Thị Thảo, quê ở Thanh Hóa. Em 37 tuổi, hiện đang công tác tại trường Mầm Non, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Em là mẹ đơn thân, sống cùng con trai 10 tuổi. Sở thích của em là thích ca hát, yêu thể thao. Điểm mạnh của em là nhanh nhẹn hoạt bát và yêu thích trẻ con. Điểm yếu của em là em hay tuổi thân, mong nước mắt và rất là dễ giận hờn. Em mong muốn tìm được một người bạn trai cao giáo, ga lăng và yêu thương, biết chia sẻ, biết thông cảm với quá khứ của mình. Xin chào bạn gái. Xin chào anh ạ, anh Quỳnh Linh ạ. Ô vậy hai bạn cùng ở Thanh Hóa rồi. Dạ, em rất vui. Bây giờ mình hỏi có gần huyện gần xã gì nhau không? Hai bạn hỏi xem. Mình ở huyện Nông Cống ạ. Em thì ở huyện Thường Xuân ạ, tỉnh Thanh Hóa. Nông Cống với Thường Xuân thì cách nhau cũng không xa lắm ạ. Mình nói chút xíu về tình duyên của mình đi, Thảo. Đường tình duyên thì thực sự là em cũng kết hôn được 7 năm. Hai vợ chồng cũng có với nhau một cháu trai 10 tuổi. Nhưng mà cũng vì là điều kiện thì chồng em cũng đi làm ăn ở nước ngoài, quá trình cứ đi xa mãi thì cùng ký đơn là đồng thuận ly hôn, bởi vì xác định là anh ấy đã có vợ khác, kiểu như có vợ mới ở bên nước ngoài. Rồi còn em trai thì sao? Chung cuộc sống thì nó cũng xuất phát từ góc độ về kinh tế, cũng như là cái mâu thuẫn trong cái suy nghĩ nó không phù hợp. Đấy, sau đấy là vợ chồng cũng có cái thời gian để mà ly thân, để suy nghĩ lại. Nhưng mà với bản thân mình thì mình cũng như kéo về cho nó có vợ có chồng. Và người ta có cái lối đi riêng thì mình thì cái vấn đề tình cảm thực sự thì mình cũng không can thiệp. Con của em là... Dạ, con em năm nay 9 tuổi. Một bạn là trai 10 tuổi, một bạn trai 9 tuổi. Ở chung luôn hả em? Dạ, cháu ở với bà nội với lại ở với em anh Hoàng Anh Quyền Linh ạ. Mình có một cái tiêu chí để tìm bạn đời tiếp theo như thế nào? Thương chồng thương con, nói chung là cái cuộc sống nó bình thường thôi. Am hiểu cuộc sống đối nội đối ngoại cũng như là cái vấn đề về trong gia đình thì nó tốt là được, chứ cũng không có cái gì nó cao đâu ạ. Còn em gái Thảo? Bạn đời tiếp theo để hiểu mình, thông cảm với quá khứ của nhau và thương yêu con mình, cũng như là thành vợ thành chồng thì cũng không phân biệt là con chung con riêng ạ. Nói chung hai bạn đều có những cái sự tan vỡ trong hôn nhân, có cái sự buồn bã trong cuộc sống. Hy vọng rằng hôm nay chúng ta kết nối với nhau để chúng ta có thể chia sẻ hoặc bùi trong những giai đoạn khó khăn này. Hôm nay thì trước khi hai bạn gặp mặt thì anh Quỳnh Linh sẽ đưa ra những cái câu hỏi thử xem các bạn trả lời có trùng khớp với nhau hay không, để xem mình có hợp nhau một chút xíu nào đó khi chưa gặp mặt hay không nhé. Câu hỏi đầu tiên, bạn thuộc tiếp người nào? A là lãng mạn, B là thực tế,
À, bạn gái là A là mạng, bạn nam là B thực tế. Sở thích của bạn là gì? A là ca hát, B là thể thao. Lại không cùng khớp nữa. Bạn nam thì thích A, bạn nữ thích B. Em thì em cũng thích ca hát. Tất nhiên nghề của em thì phải hát nhiều ạ. À, mặc dù là chiều cao của em thì khiêm tốn, nhưng mà em rất thích chơi cầu lông, chơi bóng chuyền. Thể thao hay đá bóng, bóng chuyền các thứ, như ca hát thì em thì cũng hát được. Không hay lắm nhưng mà đủ để bạn gái say lòng. Dịu dàng hạt nắng đua nhẹ che nắng, đôi môi em cười bao khi ta, ánh mắt em buồn như những kỳ sao. Thôi em không hát được đâu, hát đoạn thôi ạ. Vậy chưa có say lòng. Em say rồi đấy, em say lòng rồi, sắp say rồi. Thôi vậy à. Và... dễ thương hoa quá nhờ. Và... rồi, bây giờ tới Thảo hát đi. Em hát bài Tình yêu trên dòng sông quan họ. Lửa rừng bập bùng vách núi, anh đi giữa miền biên giới, làng quê em đợi em chờ, con sông của người quan họ. Suốt đời vẫn chẳng thơ, tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Ngọt ngào đấy. Rồi tiếp theo nha. Cuối tuần bạn thích gì? A là thích ở nhà nấu ăn dọn dẹp, B là thích ra đường dạo và mua sắm. Bắt đầu. Nam là A, nữ là B. Lần này thì bạn phải không hợp với nhau nữa rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng xem nhé. Để kiểm soát đối phương bạn sẽ làm gì? A là bạn bí mật kiểm tra điện thoại, B là yêu cầu kiểm tra điện thoại trực tiếp. Rồi, không trùng khớp nữa, bạn nam lại A và bạn nữ lại B. Bây giờ các bạn chưa trùng khớp với nhau nhiều ý lắm. Nhưng không sao, đó là chúng ta chưa gặp mặt. Bây giờ gặp mặt nhau để xem các bạn trò chuyện với nhau rồi chúng ta sẽ hợp điều gì nhé. Mời bộ phận kỹ thuật cho hai bạn gặp mặt nhau nào. Anh chào em nhá. Vâng, chào anh. Em thấy anh Lễ thì có vẻ là rất là thẳng thắn và vui vẻ, nhanh nhẹn, chắc là cũng rất là khỏe và nói to. Vui vẻ thoải mái ạ. Cảm ơn Thảo nhá. Thông qua đây thì thứ nhất là mình cũng đánh giá Thảo là một người thứ nhất là trẻ hơn so với cái tuổi, nhất là hân hạnh được làm bạn với Thảo. Anh sẽ có câu hỏi để các bạn cùng trả lời với nhau để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn nha. Chia sẻ với người đối diện những khoảnh khắc xấu hổ trong cuộc đời của bạn. Em xấu hổ nhất là có những lần là ví dụ như là em nấu nướng, có những lần là chẳng hạn như là quên là mình ngồi vào mâm cơm ăn rồi thì cái nồi cơm vẫn đang còn nguyên ạ. Đó là cái kỷ niệm mà thế mà em cảm thấy xấu hổ nhất ạ. Vấn đề bình thường trong cuộc sống nó xảy ra hàng ngày. Anh thì có những cái điểm xấu hổ, ví dụ như là cái hay đi chơi cùng các bạn về đêm. Ở hàng xóm thì hay rủ đi đánh bi a, tức là cái đam mê thôi chứ cũng không phải là mình bài bạc hay là lô đề rượu chè gì đâu, không có nhỏ bằng cái chất ấy đâu. Còn tiếp theo là quan điểm của bạn về việc công khai tài khoản các mạng xã hội đối với người yêu của mình. Mỗi người mỗi sự riêng tư, nó cũng không cần thiết phải chia sẻ mà có những cái cần chia sẻ. Đấy, đó là em nói thật, không cần thiết, không nên ạ. Em thì quan điểm này khác ạ. Đã là vợ chồng thì mình cũng rất là thoải mái, là cũng không giấu giếm, cũng không bí mật một cái gì cả. Em nghĩ là công khai cũng có, với nhau là quan điểm rõ ràng, chẳng hạn như là về cái mật khẩu này, tài khoản là ví dụ như chồng dùng thì vợ cũng có thể biết, mà vợ có mật khẩu thì chồng cũng có thể biết, là vẫn nắm bắt được với nhau ạ. Lúc nào cũng là cái điện thoại hay là cái mật khẩu của anh là việc của anh, không được đụng đến này thế nọ kia. Cũng mình cũng không phải là lúc nào cũng phải quản lý, nhưng mà cái đó là cái quan điểm của em là cũng phải thoải mái với nhau, cũng không nhất thiết là phải giữ bí mật nhiều về cái mật khẩu. Em nghĩ là cái điện thoại, cái mật khẩu và cái trang cá nhân đó là quyền riêng tư của con người. Tốt nhất là không nên, cuộc sống gia đình khác mà cái quyền riêng tư của mỗi người nó khác hoàn toàn, không nên chia sẻ. Giữa vợ chồng với nhau là không được biết bí mật của nhau ạ? Tất nhiên cái bí mật về kinh tế, về cuộc sống, nhưng mà về cái vấn đề về điện thoại thứ thì, hoặc là về cái vấn đề cái đó thì đó là quyền riêng tư mỗi người, không nên. Ví dụ như giữa vợ chồng với nhau thì nó phải khác là giữa hai người bạn rồi.
Đấy, vợ chồng thì nó phải giao thoa với nhau. Anh nói với Thảo, ví dụ như hôm nay anh đi làm việc với đối tác của anh thì có những cái quan mối quan hệ với những viên mối quan hệ các thứ chứ làm sao em biết được. Đó, nên là anh nói là điện thoại hay là mật khẩu hay là Zalo, Facebook, đó là quyền riêng tư của con người, của từng mối, từng người. Theo anh nghĩ là không nên. À, tất nhiên về công việc thì mình phải biết, mình phải tôn trọng, ai cũng là người có công việc cả. Thì mình không phải là hôm nay anh đi làm với đối tác mà em đi để em hạn chế cái việc đối tác của anh. Nhưng mà em cũng cần phải biết là anh đi làm cái gì, anh đối tác đâu, thời điểm nào. Ví dụ như anh đi đối tác trong một tuần anh không về mà em cũng không biết được anh ở đâu, lúc nào anh cũng đối tác ấy, chẳng hạn như thế. Thì cũng đó cũng là một cái là cũng là ta chia sẻ gia đình rồi, để tạo không tin tưởng nhau. Không. Đó là... không có tranh cãi nữa, mỗi người quan điểm thì tranh cãi tới sáng cũng khó ra vấn đề đó. Anh chia sẻ một chút vấn đề này, giống như Facebook của anh thì mạng xã hội của anh thì bà xã nắm bắt quần hết trơn á, bà xã ít có vô lắm. Cái ý thức là ta không vô đâu, ta biết thì cho an tâm thôi, một góc riêng không cho ai biết cũng được. Anh nghĩ điều đó cũng đúng, bởi vì đó là quyền riêng tư, cho biết luôn cũng được, trao đổi với nhau để tìm ra một cái kết quả tốt đẹp nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Trong mùa dịch này bạn có chuẩn bị sẵn một khoản hỗ trợ nào hay không? Cũng có hai mẹ con. Cái nguồn dự trữ thì thực ra thì cũng không có cái gì nhiều để mà dự trữ cả. Và cuộc sống thì cũng có cái gì thì mình cũng dùng đấy. Rau cỏ hoặc là thức ăn thì em ở đây em vẫn có đất rộng thì em có thể em chăn nuôi. Nuôi gà, em trồng rau trước nhà, em vẫn cải thiện được một số cái nhu cầu như thế để em dự trữ trong cái mùa dịch ạ. Rồi, tốt. Còn Lễ? Nhà em là mấy bộ ruộng, các chị là người thì bán thịt lợn, người thì bán đậu phụ. Nhà em thì vừa rộng lắm. Thật sự mà nói về rau là không thiếu nữa, thoải mái, không phải luộc. Mùa dịch thiếu thêm thì vay bạn bè. Anh nghĩ thế này nè, qua cái dịch này thì chúng ta sẽ rút ra bài học kinh nghiệm rất là lớn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình phải giữ một chút, một cái khoản nào đó để đến lúc mà nó xấu nhất đó, mình sẽ sử dụng. Nếu không thì mình bị hụt hẫng dữ lắm luôn. Em cũng rất là ấn tượng với anh Quyền Linh là thấy anh cũng đang ở nằm trong vùng dịch rất là nguy hiểm và thấy anh cũng làm rất là nhiều việc thiện, việc nghĩa thì em rất là ngưỡng mộ. Hôm nay thì cũng được gặp anh ở đây thì cũng rất là chia sẻ với anh và cũng mong cho anh là luôn giữ gìn sức khỏe và cống hiến thật nhiều hơn nữa với xã hội ạ. Cảm ơn em. Thành phố Hồ Chí Minh là tâm điểm dịch. Rất là nhiều trái tim trên cả nước đang hướng về vùng dịch. Anh cũng thế. Anh có điều kiện đi lại, anh có nhiều điều kiện để kết nối. Anh chia sẻ một chút xíu hạnh phúc của mình với bà con. Thật ra mà nói thì đằng sau cái thời gian một Covid này nó căng thẳng lắm. Rất là nhiều cái nỗi buồn, rất là nhiều giọt nước mắt. Mình đem đến cho họ một cái niềm tin, một lời động viên, một ít gạo, một ít nước mắm, một ít nước tương, một ít dầu ăn, một ít thuốc men, làm cái giá trị vô cùng to lớn để động viên tất cả mọi người vượt qua vùng dịch này. Thì anh luôn luôn muốn lan tỏa tích cực điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình nha. Các bạn chuẩn bị đi, biểu tượng hẹn hò hay không hẹn hò. Nào, sau 3 tiếng đếm, 1. Sống độc thân với bà nội và cháu. Kết hôn được 7 năm. Hiểu cuộc sống đối nội đối ngoại cũng như là cái vấn đề về trong gia đình thì nó tốt là được. Thông cảm với quá khứ của nhau. 2. Mỗi người mỗi sự riêng tư, nó cũng không cần thiết phải chia sẻ mà. Đã là vợ chồng thì mình cũng rất là thoải mái, cũng không giấu giếm. Cuộc sống gia đình khác mà cái quyền riêng tư mỗi người nó khác hoàn toàn. Bí mật một cái gì cả, em nghĩ là công khai. 3. Như vậy là các bạn đều muốn chúng ta trở thành những người bạn. Biết đâu sao tình bạn nó sẽ, tình yêu sẽ đến thì sao? Là có dịp anh về Hồ Cửa Đạt và về đền chùa Cầm Bá Thước thì anh cứ hỏi đến em Thảo Vạn Xuân thì anh đi khoảng 5 cây số nữa là anh sẽ tìm thấy em. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Học Mai Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau nhé. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media.